Rồi quý vị ơi, cái combo này combo số 20 nha quý vị. 10 cây lộc vừng nha, lộc vừng ương cũ 10 cây 250 bao khối chip ha. Anh nào mua vô làm chuyển khoản trước nha, cái chậu này không có, chậu này tôi vô thử cây cho quý vị coi ha. Còn anh nào có mua về văn nghệ thì cứ mua ha. Này tôi không có nhiều nha, tôi có một lô một thôi. Mấy mốt anh nào có nhu cầu thì tôi đi kiếm về. Bữa tôi đi chơi thì tôi mua bậy có 10 cây thôi quý vị. Vậy nè. Về cái mình trồng vô cái chậu nhỏ vậy nè, cái xì tược lên mình uống éo vậy đó mình chơi. Tôi đóng gói vậy tôi gửi cho quý vị vậy ha. Đó, nó vậy đó. Có cái củ vậy nha quý vị. Cây nào cũng như cây nấy vậy. Rồi 10 cây 250 xuống luôn nha quý vị.